mời các bác cùng thưởng thức chất âm từ một mẫu âm ly cổ có chất âm ngọt lịm luôn. Bạc màu như nắng hoa mà đẹp như ước mơ. Tiếng thay dần, thời gian không ngủ trên những con âm ly cổ. Không chỉ bất kể hãng nào, anh em có thể dùng hãng Technic, hãng Victor, hãng Onkyo, hãng Chio, hãng Sony, nó đều có những cái chất âm ngọt ngào trong trẻo như vậy. Nó chỉ khác nhau là con khỏe con yếu thôi. Con âm ly này thì nó đáp ứng tiêu chí là cả nghe khỏe và chất âm ngọt hay. Tôi đang phối ghép vào đôi loa Bass 30 loa cổ nhẹ tênh luôn. Anh em có thể dùng nó để chơi vào những đôi loa từ Bass 20 đến 25-30, loa cổ, loa toàn giải, AUX anh em nha, hoặc tuner, đôi loa trên. Đánh một đôi thôi, 70W 8 ohm, sản xuất tại Nhật bản, G8, dòng Victor. Còn âm ly này báo giá cho anh em 2.800.000 đồng. Đẹp xuất sắc luôn, to dày, bên trong mới lắm, sạch sẽ. Chạy 2 STK lên là nó rất khỏe, nó ngọt. Tôi mời các bác nhìn mặt đáy này, nó làm sắt xi lên mới cực luôn. Series đã ghi mặt dưới. Chơi Bass 30 nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng để nghe nhạc các bác nha. Những con này anh em dùng để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình hết ý luôn. Đêm chuyện tình mộng mơ như hoa bướm đêm thơ, đêm bóng dưới trăng trao nhau ước thề trong đó trái tình mãi mãi. Nguyện ước hôm nào thế giới trăng sao bao dấu yêu ngọt ngào, bao năm say mùa đào bây giờ chỉ là ảo mộng chim bao. Thôi duyên tình lỡ nhiều đường vào tín hiệu, AUX, tuner, tép 1, tép 2, đường phono, đĩa than, mặt phay nhôm sáng bóng luôn. Và quan trọng là rất vừa tiền mà lại đạt được cái chất âm ngọt hay. 2.800.000 anh em nhé, xin chào các bạn.